chào đón nhà thiết kế Trung Thanh Phong đã đến với buổi họp báo ra mắt MV Thích hay là yêu còn chưa biết của ca sĩ LONA. Và anh Trung Thanh Phong cũng là một trong những người mà tạo ra những thiết kế vô cùng tình và đẹp trong MV Thích hay là yêu còn chưa biết. Hy vọng rằng là mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ cho cả hai anh em. Và đây là nhà thiết kế duy nhất trong MV Thích hay là yêu còn chưa biết. Xin được chào đón sự xuất hiện của Stanis Louis Gida. Xin chào anh. Người đã tạo hình vô cùng ấn tượng cho LONA trong MV Thích hay là yêu còn chưa biết. Vào lúc 20 giờ tối nay mọi người nhớ xem và ủng hộ thật nhiều nhé. Xin được chào đón sự xuất hiện trên thảm đỏ ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Mình qua đây chụp hình đi. Tiếp theo trên trạng đỏ của chúng ta đó chính là học trò của LONA. Anh ơi lùi lại hơi xíu nha. Anh ơi mình đứng góc đó giùm em được không? Tại vì cái này là đường phải hồi cái led ra. Xin được chào đón ngay bây giờ trên đảo đỏ của chúng ta là người mẫu quay vũ và Bảo Sơn. Xin mời anh ạ. Và đây là biên đạo đã đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam. Rồi đẹp ơi bên này đẹp ơi. Ok. Và ngay bây giờ đó chính là đạo diễn Thấp, sản xuất Mozo TB. Xin được chào đón Hương Giang và bạn Đông Phong. Hiện tại đang phát sóng trực tiếp trên các kênh YouTube, xem vào TV, fanpage Hoa hậu Việt Nam, fanpage Miss World Việt Nam, fanpage của Á hậu Kiều Loan và trên Facebook cá nhân chính là Kiều Loan thưa quý vị. Và ngay bây giờ xin được chào đón sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chào anh ạ. Đầu tay lần này ra đời sẽ đánh dấu vai trò mới, một hình ảnh hoàn toàn màu sắc của LONA, một cô ca sĩ sắc sảo, bốc lửa và hứa hẹn sẽ thật bùng nổ với những giai điệu đáng mong chờ. Và bây giờ trên tập đoàn của chúng ta là ekip Venus và đạo diễn Hoàng Dương Nam. Và đó chính là Á hậu Ngọc Thảo và Á hậu Phương Anh Kim My Lê. Xa vào nhau xíu hả? Anh xin tắt luôn ạ. Em ơi, giữ một người ở đó, chụp một người chụp ở đây nha. Thảo. Bước qua thử bước qua để thấy hình chữ rồi. Hai bắt cháu trên này. Mọi người mình muốn đứng xịt băng ấy, mình lùi lại mình dâm vô được không ạ? Thảo ơi. Và ngay bây giờ trên thảm đỏ của chúng ta đó chính là ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie. Các bạn ơi, chào đón sự hiện diện của ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie. Qua đi, qua đi. Lùi lại quá. Kính thưa quý vị, chỉ còn một ít phút nữa thôi là buổi họp báo MV Thích hay là Yêu Còn Chưa Biết của ca sĩ LONA sẽ chính thức được diễn ra. Chúng bạn tin rằng buổi họp báo ngày hôm nay sẽ mang đến cho mọi người nhiều điều hấp dẫn và thú vị. Hãy cùng chúng bạn di chuyển vào bên trong để buổi họp báo của chúng ta được diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người. Chị Phương Trinh ơi, nhìn vào máy em cái nha. Với lại mình có thể là thay cái hình đó bằng một cái chữ gì không em? Có thể thay cái hình đó bằng cái chữ gì không? Ở đây. Được rồi. Chị Phương Trinh ơi. Tức là mình bước qua đây với em nửa bước nha. Bước qua đây nửa bước. Đây xíu nữa. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn Trinh, cảm ơn Trinh nha. Ngay lúc này đây, Dustin xin chào đón tất cả các vị khách quý, nhà tài trợ và các anh chị phóng viên báo chí đã dành thời gian đến tham dự buổi họp báo ra mắt MV Thích hay là Yêu Còn Chưa Biết của ca sĩ LONA. Sẽ được nhắc lại, chỉ còn ít phút nữa thôi, chương trình họp báo sẽ chính thức bắt đầu. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.